Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta copy đối tượng theo khoảng cách cho trước, áp dụng tính năng truy bắt điểm và gần giữ shift copy nhé các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta chọn vào vật thể này. Sau đó chúng ta sẽ bật chức năng truy bắt điểm lên. Trong trường hợp này chúng ta sẽ bắt hai cái loại truy bắt điểm, đó là pivot là cái tâm của đối tượng này và ghost point đó là những cái đường giao giữa hai cái đường lưới này. Xong bạn tắt cái bảng này đi. Bây giờ bạn zoom lớn lên một chút xíu nhé. Mình sẽ giữ shift mình copy, cầm chụp y thì cũng được này. Và bạn bắt đưa lên đây. Ok, và chúng ta sẽ nhập đối tượng được khoảng 5 đối tượng. Chúng ta nhìn thấy không ạ? Đây là lưới 10, một ô bé, đây là lưới 10 và từ đây là 100 này. 200 là mỗi đối tượng cách nhau là 200. Và theo cái khoảng cách cho trước đây 100 này. 200 này. Và chúng ta sẽ copy đối tượng theo khoảng cách cho trước theo cái ý định mình mong muốn. Còn nếu chúng ta không dùng chức năng truy bắt điểm mà chúng ta giữ shift kiểu như thế này thì bạn căn nhá, nó tương đối chưa chắc nó phải là 200. Mà sẽ là thông số là bao nhiêu đấy, 199 bạn nhìn thông số bên dưới này nhá. Thì bạn căn như thế này, bạn để kéo được vị trí đúng 200 thì rất là khó. Bạn thấy không ạ? Rất là khó, 99 bao nhiêu đó. Mà hơn 200 mà chúng ta căn được vị trí 100 thì cực kỳ là khó. Chúng ta ví dụ đưa đi 10 đối tượng là chúng ta biết là nó lệch nhau rất là nhiều. Đấy, nó không còn nằm đúng ở vị trí nào nữa. Vậy cho nên là nếu mà để copy đối tượng theo khoảng cách cho trước thì chúng ta nên áp dụng chức năng truy bắt điểm. Truy bắt điểm. Và chúng ta ứng dụng như thế là chúng ta sẽ làm được.